Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 26 tháng 1, tính từ đầu dịch, cả nước có 2.171.527 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 1.904.069 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.171.527 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 22.000 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.164.794 ca, trong đó có 1.901.252 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.904.069 ca, chiếm gần 88% tổng số ca mắc. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.602 ca. Dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, mỗi ngày ghi nhận gần 3.000 ca mắc mới. Con số này đang ngày một tăng nhanh. Điều này đang tạo áp lực rất lớn đến đội ngũ nhân viên y tế cơ sở. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ điều trị cho F0 một cách tốt nhất. Hầu hết F0 ở nhà đều có tâm lý hoang mang lo lắng nên thường xuyên gọi điện để nhân viên y tế tư vấn. Tính trung bình một ngày, một F0 sẽ gọi ít nhất 3 cuộc điện thoại. Bệnh nhân thì cảm thấy là rất là lo lắng. Mình là nhân viên y tế thì mình phải hỗ trợ bệnh nhân để động viên bệnh nhân là cứ yên tâm. Có vấn đề gì thì đã có tổ hỗ trợ, có nhân viên y tế. Nếu có sức khỏe có vấn đề thì lúc nào cứ liên hệ là chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tự làm rất mệt mỏi, làm việc thì là rất căng thẳng. Lơ là một chút thôi thì là sẽ có ý kiến phản hồi từ người dân ngay. Nói thật, không nói dối câu nào là đôi lúc cũng đã muốn bỏ, nhưng mà vì công việc, vì cộng đồng, vì xã hội thì mọi người nhân viên y tế đều cố gắng. Để có thể chăm sóc các F0 kịp thời, ngoài các cán bộ y tế phường thì các địa phương đều huy động thêm các bác sĩ đã về hưu tham gia hỗ trợ, thành lập các tổ y tế online sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin nhanh nhất đến người dân. Trong cái trạm y tế online thì mình có một cái bộ phận tiếp nhận thông tin, và cái bộ phận này thì chịu trách nhiệm là rà soát hàng ngày tất cả các F0 là đều được thăm nom, đều được gọi điện hỏi thăm tư vấn. Ví dụ như là họ không có điều kiện họ gọi điện thì họ có thể vào mạng xã hội và cái trang fanpage để họ nhắn tin là ví dụ hôm nay tôi cần mua thực phẩm số lượng như thế này chẳng hạn. Đấy thì họ có thể gửi lên đó. Và chúng tôi đảm bảo là tất cả các trường hợp F0, F1 trong một ngày đều được hỏi thăm, đều được tư vấn về sức khỏe. Trước đó, Hà Nội đã thành lập các tổ nhóm Zalo kết nối với người dân. Admin các nhóm có thể là các trưởng trạm y tế, kết nối với cả nhà thuốc tư nhân lẫn phòng khám trong group để liên tục có hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Ngoài ra, thành phố còn có mạng lưới thầy thuốc đồng hành để hỗ trợ tư vấn qua điện thoại. Nếu F0 có 3 đến 4 yếu tố nguy cơ, các bác sĩ sẽ báo y tế địa phương để chuyển cấp cứu. Đối với các bệnh nhân không may mắc COVID-19 thì bên cạnh lo lắng về việc chữa khỏi bệnh còn tồn tại một nỗi lo khác, đó chính là nỗi lo hậu COVID-19, những di chứng do bệnh dịch để lại. Người nhiễm COVID-19 đã có thể yên tâm hơn về sức khỏe của mình khi Hà Nội đã chính thức có phòng khám hậu COVID-19 đầu tiên tại một bệnh viện công. Dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại nhưng rất nhiều người sau khi mắc COVID-19 vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, đau đầu, ho kéo dài, thay đổi vị giác, khứu giác. Việc điều trị hậu COVID-19 sẽ giúp bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường, đặc biệt với những người cao tuổi. Cảm thấy nặng hơn mặc dù trong lúc ốm không hề khó thở, nhưng mà thở lại thấy nặng hơn. Vấn đề đi lại cảm thấy mệt mỏi hơn. Nếu lúc bình thường khi ốm mình rất là nhanh khỏi. Bây giờ cảm giác như lâu khôi phục hơn. Sau khi bị mắc COVID thì hiện tại thì đang huyết áp với lại cái tim của mình đập hơi nhanh, nó cứ hơi tình thịch ở trước ngực. Tôi cũng thấy khó chịu. Những vấn đề tâm thần cũng như lo lắng trầm cảm sau COVID thì rất thường gặp. Và nó là những cái triệu chứng thậm chí là nổi bật. Kể cả những nhóm bệnh nhân nhẹ và kể cả những nhóm bệnh nhân phải vào viện điều trị. Các bác sĩ cho biết những triệu chứng này có thể gặp ở giai đoạn hồi phục hoặc dai dẳng kéo dài từ khi nhiễm bệnh. Một số thống kê ghi nhận khoảng 33-76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19, trong đó 20% phải tái nhập viện, 80% cần theo dõi chăm sóc trong vòng 2 tháng sau khi xuất viện.
Để khắc phục tình trạng này, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là một trong những bệnh viện công đầu tiên có phòng khám hậu COVID-19 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Những bệnh nhân hậu COVID thì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì sẽ được thăm dò các cái chức năng mà của bệnh nhân. Ví dụ là nếu bệnh nhân mà có cái suy hấp trong quá trình điều COVID thì thường là có cái rối loạn của cái chức năng cơ quan hô hấp thì phải cần phải đo chức năng hô hấp, phải kiểm tra phổi, đánh giá mức độ sơ phổi. Những bệnh nhân mà liên quan đến đông máu thì phải kiểm tra các yếu tố đông máu xem nó còn kéo dài hay không, có ảnh hưởng đến cái chức năng tim, tim mạch máu hay không. Thế rồi những cái rối loạn về tâm thần kinh thì cũng phải đánh giá xem là những cái có tổn thương thực thể hay không, hay đấy là chỉ là những cái rối nhiễu tâm lý thì để có thể tư vấn phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19, nếu người không có triệu chứng hoặc vẫn sinh hoạt làm việc bình thường thì không phải đi khám. Tuy nhiên, nếu có các triệu chứng như hụt hơi, ho, khó thở, đau tức ngực hoặc thường xuyên lo lắng mất ngủ thì cần tái khám để được đánh giá về tình trạng sức khỏe, từ đó có hướng can thiệp điều trị sớm. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tài chính nhiều hơn nữa để tổ chức này có đủ nguồn lực ổn định, ứng phó với ngày càng nhiều thách thức hiện nay. Trong năm 2020-2021, WHO được tài trợ 6 tỷ đô la Mỹ. WHO có nguồn ngân quỹ từ phí thành viên của 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc được tính theo tỷ lệ dân số và mức độ giàu có, sự thịnh vượng của từng quốc gia. Tuy nhiên, nguồn ngân quỹ này ngày càng giảm dần trong những năm gần đây. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, số tiền thu được từ nguồn này chiếm tới 80% ngân sách của WHO, nhưng hiện tại chỉ chiếm có 16%. Mỹ, một trong những nước tài trợ lớn nhất, đã yêu cầu WHO cần cải tổ minh bạch về tài chính trước khi các nước tăng nguồn đóng góp. Hiện WHO đang kêu gọi các nước đóng góp nhiều hơn so với mức 6 tỷ đô la mà tổ chức này được tài trợ trong năm 2021. Ban điều hành của WHO cũng vừa bỏ phiếu kín, chấp thuận đề cử ông Tedros Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn vị trí tổng giám đốc của tổ chức này, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Hai hãng dược Pfizer Mỹ và BioNTech Đức thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 đặc hiệu chống biến thể Omicron đối với người trưởng thành đến 55 tuổi nhằm đánh giá mức độ an toàn và phản ứng miễn dịch. Tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu của Pfizer có sự tham gia của 1.420 người từ 18 đến 55 tuổi. Pfizer giải thích lý do không đưa người trên 55 tuổi vào diện thử nghiệm lâm sàng là vì mục đích của nghiên cứu chỉ nhằm đánh giá phản ứng miễn dịch của những người tham gia hơn là tính toán hiệu quả của vaccine. Các dữ liệu hiện nay đều cho thấy mũi tiêm tăng cường chống chủng gốc virus SARS-CoV-2 vẫn có hiệu quả ngăn chặn nguy cơ người nhiễm Omicron chuyển nặng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của hai hãng dược Pfizer và BioNTech nhận thấy cần có sự chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khả năng miễn dịch cơ thể suy yếu theo thời gian và giảm hiệu quả ngăn chặn sự lây nhiễm của Omicron. Pfizer có kế hoạch nộp đơn xin cấp phép lưu hành vaccine đặc hiệu chống biến thể Omicron vào tháng 3 tới.